Xin chào mọi người. Em thủy lên cho mọi người cây quýt nhá. Chanh cam quýt. Hàng Tết năm 2025 mà các bạn có thể chơi được luôn từ bây giờ đi. Chứ cũng không hẳn là phải chờ đến Tết mới mua đâu. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Tầm này mà em quay cho mọi người ấy, thì mọi người nhìn nó vẫn chưa thấy đẹp mắt. Vì tất cả màu lá và màu quả là nó lẫn lộn vào với nhau. Cái này là quýt chu sa nhá, quýt cổ. Bác nào mà mình chuẩn bị về nhà mới, mình cần một vài cái cây để set up biệt thự sân vườn ấy, mình trồng mình chơi từ bây giờ luôn cũng được. Cây quýt thì nó rất là hay, các bạn chơi thì chơi nó hay hơn là chơi cái hàng bưởi ở điểm là mọi người mua về chơi hết Tết thì qua Tết mọi người cắt tỉa đi, xong là mọi người bón phân lại thì nó cây nó lại ra hoa ra trái tiếp nhá. Đây là quýt này, quýt chu sa. Đây là quýt quýt chu sa nhá. Cây nào thì cũng rất là sai quả. Cây nào cũng rất là sai quả nhá. Đây. Một cây thì rất là to, anh Tuấn đang đứng sau cây đây. Quay quảng cáo cho mọi người. Cho mọi người xem trước. Đây. Cây ở ngoài kia nó xanh ngươm lên. Đây. Một cây nhá. Quay sát vào cho mọi người xem này, chùm quả này. Chùm quả này. Đấy, rất là đẹp này. Đây, cây đầu này nhỉ. Cây đầu bác nào mà mua là chốt cây đầu cho em này. Cây này to đẹp này. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Cây đẹp, cây này to hơn cỡ cây năm ngoái đấy. Trồng trong chậu tròn nhá. Đấy, tán rất là to đẹp luôn. Bác nào quan tâm cây này thì IB số điện thoại em là 969162214 nhá. Tán to dày limit luôn. Trồng trong chậu sen. Cây này nếu mà mua vào dịp cuối năm mà uốn thành thành cái lục bình ấy thì cây này nó khoảng tầm 15 triệu. 15 triệu anh nhỉ? Cuối năm muốn định lục bình ấy, phải tầm 15 triệu đấy, 10 đến 15 triệu. Phải hơn thế. Nhưng mà bây giờ mà mọi người mua từ bây giờ ấy là hàng rông dài ấy thì nó sẽ được giá rẻ hơn. Có cây VIP này. Có cây VIP này này, hơn 20 triệu này. Cái này là mình thích này. Cái cho đằng sau đi. Cái này là cây đẹp này, cây này cây VIP này. Dáng dấp cực kỳ đẹp luôn. Cây này nhá, nếu mà khi mà bán cho mọi người ấy thì còn uốn thành tán xong uốn cho thợ vít tán thành cái như kiểu cái ô ấy thì mới giao cây chứ không phải là giao cái cây nó như này đâu nhá. Chứ còn đây là đang là hàng rông hàng dài đấy. Còn đến khi mà giao cho mọi người là không phải để rông như này đâu mà sẽ uốn cho thợ đến uốn tán hẳn hoi, uốn đẹp luôn. Làm thành tán đẹp luôn ấy thì bắt đầu mới giao. Cái này giá cho mọi người là 25 triệu nhá. Là 25 triệu. Đây. Quả chi chít nhá. Cây nào cũng là sai quả chứ không phải là cây ít quả đâu nhá. Cây nào nó cũng sai quả nhưng bởi vì bây giờ thì là cái quả và cái lá của thời điểm này là nó đang lẫn vào nhau. Quả nó chưa chín không? Đây là quýt cổ chu sa nhá mọi người nhá. Đây là cây quýt cổ chu sa. Cây này thì nó có ưu điểm hơn là sao mọi người chơi cây bưởi nào. Cây bưởi cũng cùng cái cỡ cây này thì nó cũng tầm 25-30 triệu một cây. Nhưng mà cây bưởi các bạn thường là thì chơi được một vụ thôi. Xong là đến vụ sau thì các bạn phải dưỡng lại ít nhất 2 năm. Các bạn phải hạ thổ đất thì nó mới lại ra được quả cơ. Còn cây này thì các bạn chơi thêm các bạn cứ thế cắt tỉa đi là sang năm nó lại ra được quả. Mà các bạn bắt quả rất là dễ dàng nha mọi người nhá. Cây này là 25 triệu ạ. Cây này là cây 25 triệu. Anh Tuấn đứng đằng sau cây lại được một lần nữa đi cho mọi người ngắm. Cây rất là to, đẹp. Đây. Đây nhá, cây cực kỳ to luôn, đẹp luôn này. Cây này trồng trong cái bể này là bể 1m2 x 1m2. Cái bể của em đã là khoảng 2 triệu một cái bể này rồi. Bể vuông 1m2 x 1m2 nhá. Đấy. Cây cao khoảng tầm 4m. Cả chậu. Khi mà giao cho mọi người yên tâm là bọn em sẽ gọi thợ về và uốn tán đẹp. Cho nó nổi hết cả quả lên cái quả cam này. Khi bọn em uốn tán nó sẽ để cho nổi hết cả quả lên trên mặt ấy, làm cho cái quả nó tôn cái quả lên nha mọi người nhá.
Bác nào đang set up biệt thự sân vườn, mình cần tìm một cái vài cái cây mình chơi được quanh năm ấy. Chứ quanh năm chơi năm nay và chơi được nhiều năm sau ấy, thì các bác có thể chơi cái cây này. Nó rất là dễ đậu quả. Mọi người chơi hết một nửa quả, mọi người chơi hết Tết năm nay thì mọi người chơi từ bây giờ đến Tết nhá. Chơi hết Tết thì bắt đầu mọi người cắt tỉa đi và bắt hoa. Một cách để kích cho cây nó nhanh ra hoa đó là các bạn tưới thật đẫm vào cây, xong các bạn để khô 2 ngày. Xong các bạn lại tưới thật đẫm, các bạn để khô 2 ngày, các bạn làm đi làm lại như thế khoảng 3 lần là cây nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Còn đây là cái quả của nó quả non nhá, quả non nó chỉ bằng cái ngón tay thôi, nhưng mà quả mà khi mà quả nó to ấy, khi quả nó to nó chín, nó vàng ươm lên thì cái quả nó phải bằng cái nắm tay của em này, bằng cái nắm tay này của em luôn. Khi quả nó chín nó sẽ bằng cái nắm tay nhá, quả rất là to. Đây là quýt cổ chu sa nhá, nó không phải là cây quất đâu nhá. Không phải quất cũng không phải chanh. Quýt cổ chu sa khi quả nó to nó sẽ bằng cái nắm tay, nhưng mà đây là quả non, quả này là chơi Tết nhá, chuẩn Tết luôn đấy ạ. Cây này cực kỳ đẹp đấy, em rất là thích cây này khi các bạn mua là sẽ uốn thành cái lọng cho mọi người đấy. Uốn thành hình tán đẹp. Đây là cây quýt cổ chu sa nhá. Ngoài quýt cổ chu sa thì em ở đây còn một cây chanh này. Cây chanh sang bên kia đi, cây chanh ở bên kia có hai cây đẹp. Sang bên này có hai cây chanh nhá mọi người nhá. Cây chanh hàng phân khúc bình dân, giá cực kỳ bình dân luôn. Nếu bác nào mua thì là IP ngay cho em. Con gà cũng tác lá chanh đây. Bác nào mà muốn trồng một cái cây mà cũng hoa quả quanh năm, mà vừa làm cảnh vừa lấy lá chanh để ăn thịt gà, mà quả chanh pha nước chấm, hoa quả quanh năm, cứ hết lứa hoa này này kế tiếp lứa quả khác. Một cách để các bạn bắt quả đấy, các bắt quả đấy như em hướng dẫn đấy, là các bạn cứ để tưới khô, tưới đẫm không để khô, tưới đẫm để khô, làm đi làm lại, lặp đi lặp lại khoảng 3 đến 4 lần là cây nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Cây chanh này thì size limit này. Em quay sát này. Đấy, quay sát quả này. Cây chanh này thì nó size limit như này luôn. Đấy các bạn thấy không? Cực kỳ size luôn này. Đấy, size dã man luôn. Và giá của cây này, cây chanh này nó cực kỳ hợp lý, giá rất là hợp lý nhá. Giá chỉ bao nhiêu tiền? Giá trong cái like ngày hôm nay nhá, giá cũ của nó là 10 triệu nhưng trong cái like ngày hôm nay em bán chỉ 9 triệu thôi. Quá rẻ luôn, này. Đẹp chưa? Đấy. Giá lên xe tại vườn cho mọi người là 9 triệu cây chanh này nhá. Cây to, trồng trong bể này là bể 1m1 nhá các bạn nhá. Bể này là bể 1m1, bể vuông. Đúng rồi, cây này cây ghép, cây chanh tứ quý ghép trên gốc của cây bưởi nhá. Nó ghép nhưng mà chơi được vĩnh viễn luôn, bởi vì cái mắt ghép của nó đã rất là khỏe rồi. Đây này, đấy, đây cái mắt ghép này rất là khỏe. Đây là cái gốc này, này. Gốc bưởi cùng, nó có ghép là ghép cùng họ đấy mọi người nhá. Chanh ghép trên gốc bưởi, một cái gốc bưởi phôi này bọn em mua về tầm 3 đến 4 triệu rồi. Xong bắt đầu tiến hành ghép mắt chanh, xả bưởi đi để ghép thành mắt chanh nuôi ở dưới đất. Sau khi tán chanh nó dày, bắt đầu bọn em mới lên trên chậu này và nuôi tiếp trên chậu và bắt quả cho mọi người. Giá cây này, cây chanh này là chanh tứ quý ghép gốc bưởi nhá. Cây này em bán giá lên xe tại vườn cho mọi người chỉ 9 triệu đồng nhá. 9 triệu 15 đồng. Đây các bác nhìn này. Quả nó sai như bệnh này luôn này. Rất là sai. Quả này là cây này là các bạn chơi từ bây giờ đến Tết luôn. Khi đến Tết là quả nó sẽ to như cái nắm tay của em ấy. Đến Tết là quả nó sẽ to hơn như này. Thế này rất là nhiều nhưng mà quả nó chín. Và màu khi chín nó sẽ quả nó sẽ vỏ của nó sẽ là màu vàng nhá mọi người nhá. Khi chín nó quả của nó vỏ quả của nó sẽ là màu vàng. Đây là chanh tứ quý nên là ra hoa ra quả quanh năm, lá ăn được, lá là ăn được thịt gà nhá. Chơi cái này, cây chanh tứ quý là chơi hay nhất trong tất cả các dòng họ hàng nhà cam bưởi quýt ấy, là chanh, chơi chanh này em thấy là hay nhất luôn. Chơi chanh là dễ trồng, dễ chăm sóc nhất luôn đấy. Một cái cây này giá chỉ 9 triệu đồng thôi, quá rẻ luôn. Đây là còn một cây này nữa này. Đây này, sai chưa? Đấy các bác thấy sai chưa? Các bác xem like thả tim thả like cho em, xem em xin một tim một like với. Đây là cây tiếp theo, em có hai cây chanh đẹp nhá, hai cây chanh đẹp to cỡ thổi dáng dấp nó na lá nhau. Bác là mua mình trồng hai bên ấy, mua mình trồng hai bên, hai cây chanh đẹp nó cũng na lá cỡ nhau này, rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp, chanh tứ quý này, đẹp chưa? Chanh tứ quý ghép gốc bưởi nhá, lá chanh rất là thơm, lá chanh ăn được thịt gà nhá. Đây, quả đây. Sai chóc luôn. Các bạn chơi hết, các bạn cứ yên tâm nào. Các bạn chơi cái cây này từ bây giờ đến Tết
đến Tết khi quả nó vàng thì cây nó lại sẽ ra tiếp một lứa hoa nữa. Từ bây giờ đến Tết là ra rất là nhiều lứa hoa, chứ nó không phải là một lứa quả này đơn thuần không là chơi là xong đâu. Từ bây giờ đến Tết là nó sẽ ra rất là nhiều lứa hoa tiếp để kế cận vào cái lứa quả này. Cứ hết lứa hoa này lại kế tiếp một lứa hoa khác nha các bạn nhé. Hai cái chanh này em bán đồng giá là 9 triệu một cây. Ai ưng nhá, ai ưng thì inbox vào số điện thoại em Thủy là 0969 162 214 giúp em nhé. 0969 162 214. Đây là chanh tứ quý nhá. Đây là cây quýt này. Đấy, cây quýt này. Đây là cây quýt to nhá. Còn ngoài chanh ra thì bên nhà em còn quýt, còn bưởi nữa cơ. Bưởi thì không biết tầm này các bạn đã mua chưa. Đây, bưởi đây. Bưởi thì tạm thời là em vẫn chưa xuất lẻ đâu. Bưởi thì thường là tầm này là sẽ xuất theo luống, chưa xuất lẻ. Bưởi mà xuất lẻ thì đến dịp cuối năm mới xuất lẻ bưởi. Còn tầm này thì quýt tiếp là em có thể xuất lẻ cho mọi người rồi. Quýt mới chanh. Đây, cái quýt này đẹp này. To chưa? To tướng luôn. Đấy, tán của nó tầm 2,5 m, cao cây khoảng tầm 3 m. Đẹp xuất sắc luôn. Đây, quả đây. Đây không phải là cây cam nhá, cũng không phải cây chanh nhá. Em phải quay sát cho các bạn, cho các bác nhìn này. Đấy, quay sát vào cho các bác nhìn nhá. Đây là cây quýt cổ chu sa nhá. Quýt cổ chu sa trồng trong cái bể sen này là bể 1,1 m đấy. Bể to đấy nhá. Cây này về mọi người về trồng nhà bác là biệt thự để hai cây này hai bên này, nhìn quá xuất sắc luôn. Mình thích về mình uốn tán thành cái dáng mình thích nữa. Các bác mua cái hàng rong về các bác tự uốn tán theo dáng mình thích, hoặc các bác chơi hàng rong như này không nó cũng đẹp. Bác nào mà thích thì uốn rồng uốn phượng gì thì nó uốn được. Cây này là bọn em là giờ nào đến cuối năm thì uốn thành lục bình ấy. Uốn thành lục bình đã bán tầm khoảng 15 triệu một cái cây lục bình này, một cái lục bình tùy cái lục bình to nhỏ. Giá lục bình cũng khoảng tầm xấp xỉ tầm 15 triệu. Nhưng mà tầm này nếu các bác mua thì giá nó rất là rẻ. Xong về mình tự thuê thợ mình uốn lục bình đi. Đấy. Thì được giá nó rẻ hơn. Như các cây này nhá, nếu mà uốn thành cái trái tim ấy, cuối năm ngoái bọn em bán toàn đều tầm 20 triệu một cái, và uốn thành lục bình này với uốn thành con rồng. Nếu mà uốn năm ngoái uốn thành con rồng bán đều 50 đến 60 triệu một cái tác phẩm đấy. Nó tùy theo giá trị của tác phẩm ấy, còn bây giờ đang là hàng rong thì sẽ bán theo giá của hàng phôi, hàng rong dài ấy thì giá nó rẻ. Còn nếu mà khi mình uốn thành các tác phẩm rồi ấy, thì nó lại giá trị theo tác phẩm, theo độ đẹp ấy. Lúc đấy là bán giá trị của sản phẩm thôi, chứ nó không phải là bán cây thô nữa. Rất là sai quả nhá. Bác nào quan tâm thì IB số điện thoại em là 0969 162 214 nhá.